Cảm ơn quý vị trở lại với chương trình Good Morning Washington DC để tiếp tục nam anh kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng kết kinh tế tài chính tuần qua với tiến sĩ Tạ Cư Hải. Kính chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cư Hải từ thủ đô Washington DC. Và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua.

theo công ty 3 chữ A AAA thứ 6, 30 tháng 3, 2018. 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương với 0 8109 của đồng euro Liên Hiệp Âu Châu, căn cứ với thứ 6, 30 tháng 3, 2018. Tương đương với 0 7134 của đồng Anh Kim Anh Quốc. Tương đương với 6.29 đồng doanh nhân dân tệ Trung Quốc. Tương đương với 106.27 đồng yên của Nhật Bản. Và tương đương với 57.32 của đồng Rappo của Nga lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ năm ngày 29 tháng 3 2018. 30 năm cố định là 4.44% và 15 năm cố định là 3.90%. Tình trạng thất nghiệp. Tuần lễ kết thúc thứ bảy ngày 24 tháng 3 2018 có 215.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 12.000 so với tuần lễ trước đó, đánh dấu 160 tuần lễ liên tiếp số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 27 tháng Giêng 1973. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 17 tháng 3 2018, Mỹ có 1 triệu 871.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, tăng 35.000 so với tuần lễ trước đó. Kinh tế Mỹ trong tháng 2 2018 đã cung cấp 313.000 việc làm mới. Tỷ số thất nghiệp của tháng 2 ở mức 4.1%, thấp nhất trong 45 năm. Điều này chứng tỏ thị trường việc làm đã trở lại bình thường và kinh tế Mỹ tiếp tục duy trì sức mạnh. Bình luận về kinh tế Mỹ Tuần qua có một số cải thiện mặc dù thị trường chứng khoán có dao động do ảnh hưởng của sự thay đổi nhân sự cấp cao của ban tham mưu tại Tòa Bạch Ốc và Hoa Kỳ đã ra lệnh trục xuất 60 nhân viên từ Tòa Đại sứ Nga. Đồng thời khối Bắc Đại Tây Dương NATO cũng đã trục xuất 10 nhân viên người Nga Ngoài ra, 27 quốc gia đồng minh của Mỹ cũng đã quyết định trục xuất một số đáng kể nhân viên Nga của các tòa đại sứ Nga tại các nước này. Sự kiện này được coi là một phản ứng mạnh mẽ của thế giới đối với chính sách gây hấn của Tổng thống Putin trong thời gian gần đây. Thị trường chứng khoán Wall Street của Mỹ có chỉ số Dow Jones đã tăng cộng 0.61%, Nasdaq giảm trừ 1.44% và S&P 500 giảm trừ 0.11 như chúng tôi đã lưu ý nhiều lần giá trị của chứng khoán là giá trị của sự kỳ vọng và rất nhạy cảm với các biến cố và tin tức thời sự bên ngoài nó không nhất thiết luôn luôn phản ảnh trung thực tình trạng kinh tế của một quốc gia đặc biệt là hoa kỳ thị trường chứng khoán mỹ đã tiếp tục bị ảnh hưởng thường trực bởi phe dân chủ chống đối và giới truyền thông dòng chính cực tả tuy vậy kinh tế mỹ hiện nay rất khỏe mạnh Cùng ngày thứ năm 29 tháng 3, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 1.40%, Hong Kong Hang Seng tăng cộng 0.24%, Shanghai Composite tăng cộng 0.26%, London FTSE 100 tăng cộng 0.17% và chỉ số DAX của Đức tăng cộng 1.31%. Đồng đô la tuần qua lên giá so với hầu hết các đơn vị tiền tệ chính trên thế giới trong đó có đồng euro của Liên Hiệp Âu Châu, đồng Rappo của Nga, đồng Anh Kim của Anh Quốc và đồng Yen của Nhật, nhưng lại giảm giá so với đồng doanh nhân dân tệ của Trung Quốc. Giá dầu thô xuống mức 64 đô la 94 cent một barrel, giá xăng đi lên so với tuần trước và đang ở mức 2 đô la 654 một gallon. Giá vàng xuống mức 1.327 đô la 30 cent một ounce hôm thứ Năm 29 tháng 3 lãi suất mortgage đã đi xuống không đáng kể 4.44% cho 30 năm cố định và 3.90% cho 15 năm cố định. Đại công ty Facebook bắt đầu gặp đại nạn vào ngày 16 tháng 3. Tính đến ngày 27 tháng 3, trị giá chứng khoán của Facebook đã mất giá khoảng 18%, nghĩa là khoảng 80 tỷ đô la. Tài sản cá nhân của Chủ tịch Mark Zuckerberg đã mất 14 tỷ đô la, và tài sản còn lại khoảng 61 tỷ đô la. Chứng khoán của ngành kỹ thuật Nasdaq cũng đã bị mất giá theo khoảng 6% nói chung, Google mất 7%, Twitter mất 20%. Chỉ số Dow Jones đã mất hơn 2% trong 3 tháng đầu của năm 2018. chấm dứt thành tích đi lên liên tục trong 9 tam cá nguyệt vừa qua là thời gian dài nhất trong lịch sử 20 năm. Như chúng tôi đã từng lưu ý nhiều lần trước đây, trong năm 2017, thị trường chứng khoán lên giá quá nhanh và quá lớn, đã chín mùi cho sự điều chỉnh, correction, chỉ còn là vấn đề thời gian. Thêm một lần nữa, chúng ta đã học một bài học lịch sử là cuộc tái diễn không ngừng. Kinh tế Mỹ nói chung vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp, không bị ảnh hưởng đáng kể của những dao động chính trị tại Washington DC, tại thị trường chứng khoán và của những cuộc khủng hoảng ở tầm cỡ của Facebook kinh tế thế giới. Thị trường chứng khoán của Anh quốc đã khởi sự năm 2018 rất là kinh hoàng, tồi tệ nhất thế giới. Chỉ số FTSE 100 đã giảm 11% từ đầu năm 2018 đến nay. Đã được coi là có thành tích yếu kém nhất. Không riêng gì Facebook của Mỹ, một đại công ty kỹ thuật cao mang tên Tencent được ví như là Facebook của Trung Quốc đã mất 70 tỷ đô la trị giá chứng khoán trong tuần qua. Tam cá nguyệt vừa rồi, công ty này đã lời 98%, nhưng giới đầu tư và phân tích thị trường quan ngại rằng sự phát triển tốt đẹp trong mấy năm vừa qua có thể đang bị bất trớn. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị. hệ thống Teletron hân hạnh bảo trợ trại họp bạn thế giới hướng đạo Việt Nam thẳng tiếng 11 tại Virginia, Hoa Kỳ năm 2018. Kính thưa quý vị, chương trình Good Morning Washington DC đến đây xin tạm ngừng. Kính mời quý vị tiếp tục đón xem chương trình Good Morning Washington DC vào sáng thứ ba lúc 9 giờ 30 giờ Hoa Thịnh Đốn. Nam Anh kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân và gia đình. Nam Anh xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới.